ကျွန်တော်တို့ဆွေမျိုးသားချင်းနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ပေါ့နော်ဆွေမျိုးသားချင်းနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ဖုန်းတော်ကြီးနမိတ်ကြတယ်ဖုန်းတော်ကြီးချင်းနမိတ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအေးချမ်းတော်ညွန်ပြတာပေါ့နော်အလူအတန်းကိစ္စအောင်မြင်ခြင်းနေညွန်ပြတယ်နောက်ပြင်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတင်းတန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုညွန်ပြတယ်အဲ့တော့ဆွေမျိုးသားချင်းနေတဲ
Thì cái là mà cha mày nó bắt đầu bây giờ ở số nhà chỉ đi mama mới xíu lúc bây giờ mà phải bán. Sáy cái cô là nó ra ông nó dân này cái này, sáy cháu cái cô là nó ra ông nó dân này, cái là đôi mà cha mày cái đó là ở chú công bố xí bán. Thật ra cũng vậy, rồi bên này nó bắt đầu cái đó là mà giờ đó, bên này nó bắt đầu cái gì đó đi, tên anh đẹp cái gì đó đi mà suy nó, mỗi ngày này là mà cô cô cá quay về nhà này để lưu lên điều cái cái cho bạn mình chào. Rồi em này cho ra ở đâu bị đâu mà ông nhìn mua nhà này này, lỡ lỡ cô này rồi ông nhìn mua nhà này cũng bỏ, nó khác 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 cho ra ra đây, anh nào chắc lấy đi ra đây à, ông nhìn cho ra ra đây, xem mà bị mua đi ra đây à, ông nhìn cho ra ra đây, chính là làm sao vậy? Rồi ông nhìn mà nói nó ông nhìn mày, thay vì mày lỡ lỡ cô này rồi mà ông nhìn ra đây, chính là làm sao vậy? Nào bố rú ra cái gì vậy? Chế nói như này bắt đầu cái nào đó đấy. Hả là đầu lê giang rồi nó mới chả đấy. Đầu lê giang nó mới cả chả đó. À mẫu mẫu ở quen bộ. Ông nhìn mẫu mẫu ở quen luôn. Đây về gì đấy? Hả là bố rú ra cái gì vậy? Chế này bắt đầu cái nào đó con này. Bố ai? Lê đuôi bố nhà mày. Chế đồ này. Lê cha thấy mày ra trên đấy. Xe ra trong này. Mình là cái gì đấy? Sau giờ bây giờ ông nhìn mua giá đắt vậy. Hiện ông đây mà tôi lên. Ai nói cái gì đó là con này, cô ấy ai nói bên này cô này, say du cô du, tập võ du, vận động du đấy, say chân đạp cho chuyên gia đấy, hay chơi cái là phải bảo đấy. Ta bồ đề đạo vi đấy, bây giờ cái là mà du cho anh ấy, cái nhà mà số cao nhà du, tu khai chế bên, tiền vào nhà mình phải cho bị cái là phải bảo đấy. Lưu muối ở đây cái, lưu muối ở nào chứ, anh em nghe chung đuôi ở đây bảo đấy. Bây giờ anh em bắt đầu bị đó, nào nghe chuyện thiên ngô chuyện chân giả chuyện đấy, chung đuôi ở đây bảo đấy. Thì bảo cái gì đó là mì đa du cái đó là cha mẹ em nuôi chứ, em nuôi em nào em sao lại cái đó đi mà cho nó, chú cha cha cái cha mà à con này nhà này chính cái là phải bảo đấy. Hả, bồ đề đạo vi đấy rồi, đi cái là mà chú bây đấy cái con đi đấy, ai yêu mà cho nó, anh này yêu em, ni nhiêu yêu em con mà đấy. Hả, rồi cháu những cái đó chỉ đấy cả, anh này yêu này thì vui ba, ni nhiêu yêu này thì vui ba. Nào thì đó là đi cái này mới đó là vua đó ba đấy. Cho nên mấy người bồ đề đạo mới đi à, quan sát tông sống bọn nó, quan sát tông sống, tông sát có nên sống sát đấy, nên bắt đầu xả bi cho thua ba. Nhà tôi bây giờ cũng làm nhà gì cho nó ru, sân này nó nên bắt đầu đấy, bán rồi, nên đi bán đi vào đi nhà vào đấy nó, nên đi bán đi vào đi cái lũ ba, nào lũ ba nên bán đi vào đi lẻ, lũ lũ nhà vào đấy, đảm bảo đi vào đi lũ lũ nhà đấy, thua ba thì mình đi vào đi lũ lũ nhà đấy. Nào qua thằng này ăn cái gì vậy? Thằng này ăn cái gì vậy? Cái lũ bự đó bây giờ sụt đau rồi, già rồi. Hay là mình sụt đau lại mình rồi nó cô ấy mà con này. Sân nhà này bắt đầu đi, sao đâu đi, bán đi, cái lũ bự đó bây giờ sụt đau lại mình rồi nó. Cô ấy mà con này cái đó anh em cái gì bây giờ con chú lũ nhà sân nhà nhà sĩ toàn gì mà phải phá rồi nó. Nào bây giờ đến là đào mì đi, alo cái này bắt đầu đi nó mới vào nó, đó là xuôi cái là gỗ để sau nào đấy nó mới phải phá đấy, xuôi cái là gỗ để sau nào đấy nó mới phải để được. Đến là đào mì đi à, alo cái quen ye quen là này cái đó là cao mà. Hello nè bà đây, cái đó là con này, à phải phải con này bây giờ sinh địa chứ, cái con này sinh trưởng đại gia chứ này chồng mày, à quay về lại nó mới gả bao nhom già là đấy, quay về lại thì si bao giờ tôi để chứ này nhom già, hello đi cái là mà chúng nó trên là đàn mi để lâu đấy, lâu cái này rồi này, thì giờ bao sinh địa đấy, cái con đấy, ông nhìn mu già đấy. Nào trên là đàn mi để chỗ đó này đấy, nhom lên này cái đó đi là bé, phải phải con này bây giờ sinh địa mẹ. Kèn đà đà mưu sĩ bà. Ta chẳng lưu. Trên là đà dù mì đi á, sĩ bà yi nè bà tè yên, lâu gà yi nè bà tè yên, yên đại á đại, lâu tiên nè, đô chè tiên nè, chênh gà lạp chết bà lè. Nà bà nè gà, chờ rù, sư mưu tà chê nè bà tè rè nè mì mà chà rò, khoai bà lan nà lông tè rè nè mì chà rè, khoai bà lan nà lông á chà rò, em rèn kong nè bà nò, yì khoai bà lan xuê kè lè, xuê kè lè rà bà xuôi cái này đều lẻ lẻ, bê cái này để đứng ra mình chơi đấy, mình là chơi đấy, chơi thì chơi đấy nó mới bỏ. Hả, xem cái này này vào trong chơi bây giờ, xem cái nào mà
ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်တော့ကကင်းမယ်အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲမှာမင်္ဂလာကိစ္စတွေပါလေပေါ်ပေါက်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိမိတ်မှာကြတော့ကင်းကဘယင်းနိမိတ်ကြတာပေါ့နော်ဘယင်းနိမိတ်ကကြတော့ကံကောင်းခြင်းတွေကိုညွှန်ပြလူမှုရေးအတိုင်းကတွေပါလေကင်းမယ်ပေါင်းနေတဲ့ဇာတိတွေပါလေအဆင်ပြေမယ်
ပြည်နာရေးပေါ့နော်ပြည်နာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာနည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်ရတယ်ဆိုတော့ရရကြည့်တဲ့ငွေသွင်းလည်းပဲဥပမာကကလကွင့်ရမယ်လို့ပြောပြီးမှရတယ်မှာရမှာလကွင့်ရမယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်သွားကြည့်တော့မရလာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်အဖြစ်ဝင်တာပေါ့နော်နောက်ကွင့်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူကြီးသွားတောင်းနေတေတာဘောက်ရတော့မယ်ကိစ္စပဲနော်တေတာဘောက်ရတော့မှာမနေ့ပြန်လာယူလို့တ
Thầy em bà yá dù rè nàm ý gà chà rò, bây yên nàm ý bò. Thầy em bà yá dù rà bây yên rò, a jì gà nè bà tà tè, kàn jà mà nàm ý bà tà tè. A jì gà nè bà tà tè. A jì gà wò jàm jù bì rò, kò a chì yên nè bà tà tè gì tà lì mà, sè nhì yà tà tè, e nò yên nè bà tà tè gì tà lì mà, sè nhì yà tà bà tè. Kò a e nò yên mà, mì bà, tò mò yà kà mà, a rì gì tà lì wò jàm jù bì rò lè, sè nhì yà tà tè. Cô ấy chơi nên bắt đầu cái đời mà lưu giữ mi bao nhiêu trang bị bây giờ mình là cái đàn nông nghiệp gì nữa, chăn gà gì nữa, thèn gà gì nữa, à xe đạp giờ đâu gì nữa, phía đó để chăn gà là phía bao này. Ai nông dân mà rồi nó đi bao nó, ai nông dân mà nên là đi thăm mà cái đó bao lấy số, alo mi bao gì cái đó trang bị bây giờ này, xây nhà xây đi trồng trè từ lúa đấy, để sau này đó tao với yoga mà cái đó, lâu dòng bây giờ mà cái đó thì nhà bây giờ để rồi lấy về. Ai nói này bắt đầu cái đời mà xem bây giờ mình để chung đi ở đâu vào này. Ở đi cái mà chúng nó thu tiền ra mà cái giá đó mua chén này bắt đầu cái giá thu tiền ra vào, thế cha cái anh ta đi ở đó câu này nó mới để số mua để chừng cái là phải vào này. Ở đi cái mà chúng nó trên là đào mì để rồi, chỗ bên để cái ngon thì để yao, ở bia yao này, anh này yao này câu mà này nó.
အပြာလေးတွေအနက်ကလေးတွေဝတ်ပါနောက်ဒီဒုရတွေကံသမဲဒုရတွေဝါသနာပါတဲ့ကနေ့လာသားသမီးတွေဆိုရင်6စာ9စုံ9စာ6စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောအမြတ်ကြီးကိုတတိချောင်းမျိုးတို့တိတ်ခွပန်းတို့တပြေပန်းတို့သာသနာအလံဆယ်လက်တို့တခုမဟုတ်တခုပါနော်ကလူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းလိုက်ပါမကောင်းတဲ့ကံတရာအញ្ញံခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာတနင်္ဂနွေသားသမီးများကြီးအလုတ်ကိုင်းအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှကြတော့ဖုန်ကြီးနမိတ်ကြတော့နော်ဖုန်ကြီးကအင်မတန်ကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်လက်နှောင်းကိုထောင်ထားတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတရာကောင်းတယ်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အစဉ်ပြေမဲ့စိတ်ချမ်းသာမဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလုပ်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ကံကိုရေးကွန်းလန်းနေနှစ်ကြိမ်နှစ်ခါနှစ်ခုပေါ်ပေါက်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အလုပ်ထဲမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ကံကြမ္မာအလုပ်ထဲမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေဟုတ်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအားတဲ့မိမိတို့ရဲ့ဇွဲလုံးကဝရိယအဲ့ဒါတွေနဲ့ထိုးပေါက်ထွက်သွားနိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကဒီမှာရွှေတော်လေးတွေပေးထားတယ်ရွှေတော်လေးတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကအလုံနဲ့ပတ်သက်ရင်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာကဲကဲပဲကြုံကြုံအောင်မြောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒီမနေ့ကကျွန်တော်တို့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်နမိတ်မှာကြတော့ကိန်းကဘယင်နမိတ်ကြတယ်ဘယင်နမိတ်ဆိုတာကောင်းပါတယ်။ဘယင်နမိတ်ကကြတော့ကံကောင်းခြင်းတွေကိုညွန်ပြအစဉ်ပြေခြင်းတွေကိုညွန်ပြအဲ့တော့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရခြင်းစိတ်ပျော်ရွှင်ရခြင်းအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အစဉ်ပြေခြင်းကြုံမယ်အဆွေမျိုးသားချင်းအကြီးအကဲတဦးရဲ့ကိုညီပံ့ပိုးပေးမှုကိုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ဓာရှစ်လက်နမိတ်ဓာရှစ်လက်မှာကြတော့အကြက်တဲကြုံခြင်းတွေအခက်ခဲကြုံခြင်းတွေလှုပ်မရခြင်းတွေအခြေအနေတစ်ခုကိုတွန်းပို့တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့လူမှုရေးကံတာတာဆိုရင်မကောင်းလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အကြက်တဲကြုံမယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲကြုံမဲ့ပေါင်းတဲ့သက်သေတွေမှာအဆင်မပြေမှုလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့လူမှုရေးလေးတွေတော့သတိထားပါနော်။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိမိတ်မှကြတော့မဲဂျက်ရှင်မှော်ဆရာနိမိတ်ပါနော်။မှော်ဆရာဆိုတော့အင်မတန်ကောင်းသောကံတရာမျိုးရှိပါတယ်။အဲတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကငွေချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အရာရာကိုဖန်တီးနိုင်မဲ့အနေအထားမျိုးရှိတဲ့အရာရာကိုတည်ဆောက်နိုင်တဲ့အရာရာကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကအထူးသဖြင့်ကတော့ဝိဒါမတကယ်တော့နတ်မတကယ်တော့မမျော်လင့်မနဲ့ရုပ်တည်းရဲ့အစဉ်ပြေသွားမယ်ကံပါတာမျိုးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ပဲအထူးအောင်မြင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ကျန်းမာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စိတ်ယောဂါအထူးသတိထားပါစိတ်ယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးညံ့တတ်တယ်ကျန်းမာရေးခြူခြားတတ်တယ်စိတ်ကစိတ်တသယောဂါပေါ့နော်စိတ်ယောဂါကစိတ်တသယောဂါပေါ့စိတ်တသယောဂါကဘာလဲဆိုကိုယ်မှာယောဂါမရှိဘူးဒါပေမဲ့ယောဂါရှိတယ်လို့ထင်မိပြီးတော့ပူပန်နေရတာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ဖြစ်တတ်တယ်။နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊စောင့်မွေးပြည့်စုံခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့ရေခွက်နှက်ခွက်နမိတ်ကြတယ်၊ကောင်းမွန်စွာအစဉ်ပြေခြင်း၊ကံကောင်းခြင်း၊အောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါတော့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့မင်္ဂလာရှိတဲ့နမိတ်နော်ခွက်ကလာချောင်းလုံးပန်းပွင့်တဲ့နမိတ်ဆိုတာအင်မတန်မှစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အခြေရေတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာအထူးကောင်းမွန်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အနှဲငယ်ညံ့တာတော့နံပါတ်1ကလူမှုရေးပေါ့နော်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တော့နည်းနည်းလေးသတိထားပါ။နံပါတ်2ကကျန်းမာရေးပေါ့အဲ့နှစ်ခုအနှဲငယ်ညံ့ပါ။ကျန်တဲ့အလုပ်အကိုင်းတွေစေဝါရေးတွေမိသားစုတွေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေတော်တော်များများတော့ကံကြမ္မာကောင်းခြင်းတွေကိုညွှန်ပြပါတယ်နော်။အဲဒီကားမှာကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာောင်းနဲ့အဝါရောင်နဲ့အပြာရောင်နဲ့အကျိုးပေးပါတယ်ကံကောင်းပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းတင်ငယ်ကိစ္စကြီးတွေကအဝါရောင်ဝတ်ပါအပြာရောင်ဝတ်ပါနောက်ထီတို့ရာကြီးကံသမဲတို့ရာကြီးဝါသနာပါတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေ5စာ6စုံတို့6စာ5စုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုမေမျိုးပန်းတို့နော်မေမျိုးပန်းကလူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါပေပြုတ်စီစံတို့ပေါက်စီတို့အဲ့ဒါလေးတွေပေါ့နော်အဓိကတော့ဂျာလာပတိနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေဂျာလာပတိနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစားအသောက်တွေကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မကောင်းတဲ့ကံတရာအညံ့ခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ခဲဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးများတွေတဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်
tao cho tao mi đi rồi đấy, để rồi cái con này cha cha bị rồi, cái nhà mao phá cha bị mập chưa phá đấy. Nãy bữa đấy cả tao cho tao mi đi, lâu cái này bữa đấy, nãy mấy tin mấy mà cho rồi, suy cái là thế à, gì để phá cha nì đấy, tiếng cái đàn mấy chưa phá, nó suy cái là thế à, gì để phá cha nì đấy, tiếng cái đàn mấy chưa phá, tin mấy cái anh rồi nó, rồi ai chân nào nhung cả là bọn nó, ai chân nào nhung cả đấy. เออตั้งแต่ตอนมีเดียดีกาลามาอารมณ์เนี่ยปฏิบิโยการดาราเก่าเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเนี่ยคุยเรื่องคุยนั่นเองมีอาสวะพอบอกได้เช่นกันแล้วพี่ป่าเลยอารมณ์เนี่ยปฏิบิโยใส่ใจหน่อยอย่างเช่นอารมณ์เนี่ยปฏิบิโยใส่ใจช่วยอย่างเช่นใส่ใจเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยโจมเองเราเลยที่เราเนี่ยเราเลยที่กูทาวินอยู่เนี่ยทาวินเฮียอะไรอ่ะกูจะตีดันเช่นใครเนี่ยเช่นพี่แม่เช่นกันแล้วพี่ป่าเลยเราตั้งแต่ตอนมีเดียเราเนี่ยปฏิบิโยดีกาลามา เอกมุขจะเอาเมียนเจนเนี่ยสี่เดือนไปจูดาอาทิตย์เนี่ยเช่นกันแล้วพี่ป่ะเราสวยเมียตาเจนเนี่ยปฏิบิโยคือตัวอาทิตย์เราสวยเมียตาเจนเนี่ยดูดีกว่าคือตัวอาทิตย์เนี่ยจูเมสวยเมียตาเจนเนี่ยว่าจะมีบิโยเสียงตาอาทิตย์เนี่ยจูเมถ้าเราลุ่มเย่บ้านเราลุ่มเย่เนี่ยปฏิบิโยการดารามาจารอตัวเจ้าเวงคนเนี่ยเวงนั่นไม่เจ้าเวงคนเนี่ยเวงสระเราเล่นไม่ใช่หรอบ้านเราเล่นไม่ใช่หรอบลูมาไม่ได้ไหนเราจะติงกันเราไม่พี่ป่ะ เราสวยเมื่อตอนนี้ว่าจะมีวิวเส้นยามเองสวยเมื่อตอนนี้เนี่ยประเดี๋ยววิวปูบ้านยาเดเดตัวกันยาวาเดเดอภัยวันกันเนี่ยวิวดีกว่าลุ่มวิ่งบ่ดีกว่าลุ่มวิ่งเนี่ยประเดี๋ยวกิจการเรื่องมาทุกที่ท่าเดเนี่ยเช่นกันแล้วพี่ป่าเลยถ้ารู้ว่าวิ่งเจ๊วิ่งเจ๊เนี่ยประเดี๋ยวไม่มาจ้ารอเส้นยามทำยาวสุดเนี่ยไม่จ้าเลยเส้นยามทำยาวสุดเดียร์เนี่ยเป็นเส้นอะไรบ่ส่งช่วงนั้นวิ่งเป็นเวลาเดเดเนี่ยมีวันนี้เรื่องวิ
lo lo chen ne de ngwe de pyan mi lo tadin cha ya chin a set twe ya chin ne chong wa dat de chin kala phit par de naw lu ko ngwe chin ne patet pi lo ho a tain namai ka lo imadan kaung ne bo no a chin ni de tot tot yi lo so so yo yo phit ni ya ni pi lo pyan mi lo kaung la dat da bo naw chan ma yi chan ma yi ne patet de namai ma ja lo chan lo pa namai cha le khwa ka la ko na lo namai cha ta chan ma yi ho chang pyu pi lo di kala ma so yin no nên là đi nhận ra đấy mà nó chả mấy nè, bắt đấy nhận ra đấy. Đó là cái gì? Xe ôm, xe má, xe ôm xe gan đi, duy xe à khét đấy mà nó. Xe ôm, xe má, xe ôm xe gan, ở đây mà duy xe à khét đấy, chính là lắp chip vào đấy. Duy xe à khét đấy ông mà, đi xe ôm bây giờ không la, hú xe ôm bây giờ không la, đi xe ôm này xem gì mà la, hú xe ôm này xem gì mà la, bọn nó alo miu khét khét đâu. Alo cái cái này rồi chung ăn đấy, nào bên này nè bắt đầu nè mày, bên này nè bắt đầu nè mày mà giờ rồi, rồi thì ngồi chơi đi, ngồi chơi không chịu bị job, bên này nè bắt đầu cái đấy mà cái cái chung đấy, mà cô mà bắt đầu cái đó xem mà bây giờ tên anh cái đó đi thèm ngồi ra đi đi, chăn ra đi đi, chết đấy, ngồi chơi ngồi chơi không chịu đi, bị rồi mà, cô chung đấy bộ cái đó đi, nào nè chăn ra đi đi, chết đấy, bọn nó ra đi đi, đi thao ba, nào cô à chơi nào vậy, chơi nào giờ rồi, qua bữa đó lâu nè mà, lát đấy mà. Ngao quên đi lên mấy rồi, em đang con này bộ, nè nè bộ, em nhai con này, tôi đòi con này. Rồi, chế gần là con này, có chế tư vô, có bàn sang nguyên nhà mẹ, chẳng có lạp chế bà. Giáo giáo bè bì bì, mấy mà bè bì bì, có chế tê lưu, có bàn sang nguyên nhà mẹ, nè gà lạp chế đê. Thật quá, ai nào ấy nè bà đê gần là mà dùng lên bè, có ai nào bè gà, có chế kênh chế, cái yếu sài chế nè, bê bì rồi, ông nhìn mù yà đê, chẳng có lạp chế bà. Rồi, đi gà là mà, tu con nà gà rồi, rồi sống trong nhà người đi nên trong nhà người đi thiên ngon nhà người đi chăn chăn nhà người đi lulu luôn nên nhà bây giờ mua nhau là đã để chỉnh cả lạp chế bảo đấy hả đa gia đa mi đi rồi đi cả cái ngon thì là yao này ni nhau yao này xây yao này cao mà ni nhau yao cao này xây yao cao này rồi thi đua ra đi, cái này mới đua ra, vậy nên vào đây mấy người đông ra lê xong nó, nó lê ra đông xong nó sao đến năm bảy điều sáu giờ thu vào, nhà sao giờ đến gồm nhà điều, anh anh này bắt đầu đẹp pan rồi, sáu pan rồi, zô zin rồi, à sao đâu rồi, samosa rồi, sít hamen rồi, nó ở đây đi, cái lúc vừa bây giờ xuất đạo mà, cô em mang này cái này ra anh em khai đi bây giờ bây giờ, con chú lùi ra xem nó, giá trị đó gì mà phải bảo đấy. Sân đi đạo mỹ điện đều gặp con nhà chạy 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 chạy
tôi cho nó quay bá la xê long rồi nó mới chào vậy quay bá la xê long ra bao nhiêu giờ rồi đấy quay bá la xê long ra cho nó đi cho khai nè xong khóa đấy tiền cái đó nó mới chấp bá cho khai nè xong khóa đấy rồi mà gạo nó cho khai nào mà gạo nó xong khóa làm hậu bảo con gạo này nè xong khóa làm như chết đấy thời gian lắm mà cho nó là lấy gì lâu cố tiền tiền gì dòng gì gì mất siêu thế nên làm gì đi à để lấy gì lâu cố tiền tiền nào dòng gì làm mất siêu này lấy gì lâu để bơm mua bì đó cao mua này lâu để sao bùi để chụp chụp để cho mẹ nếu mà bị ba cái gì để nên cái nào cái gì để này bắt được bì đó à không ấy không là này bơm vào đó để tiền cả làm chụp bao đấy nãy mà đúng rồi lâu cái này bắt được nó ตุรวารุเอกุณีมุเผยมามุรอลั่วๆกุกุเมียตะบาวกุณีโกวันเนี่ยโกไรเผยเสียมมาอ๋อมิมุยาตะเดเฉิงกะละဖြစ်ပါတယ်သူမျိုးအာမကုန်းနဲ့ကိုကိုကိုကြိုးစားပါနောက်နေ့ကဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်လဲကောင်းပါဆိုတော့မိသားစုတွေဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်တော့ကကင်းမယ်နောက်လူမှုရေးလူမှုရေးမှာကြတော့လူချစ်လူကင်းများမယ်ပေါင်းနေတဲ့နိုင်တွေအစဉ်ပြေမယ်အဖဖက်ကနေပြီးတော့အစဉ်ပ
အပြောလူပြောလေဆိုရင်စမ်းပွင့်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိမိတ်မှာကြတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာကြတော့ကင်းကဘယင်နိမိတ်ကြတယ်ဘယင်နိမိတ်ဆိုတော့အင်မတန်ကောင်းတာပေါ့နော်။စီပွားရေးကံတရာငွေကြေးကံတရာကောင်းတယ်စီပွားရေးနဲ့ငွေကြေးကိစ္စတွေတိုးတက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်မယ်။ကောငွေကြီးအခက်ခဲတွေကိုအထက်လူကြီးတွေဆရာသမားတွေကဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးပေးမှုကြောင့်ငွေကြီးကိစ္စတွေအဆင်ပြေသွားဖို့ရှိပါတယ်။နောက်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံမှမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြတော့မျက်စိတွေပါလေပြည့်ဆိုင်ပါနော်မျက်စိစေကန်းတွေပါလေပြတ်တတ်တယ်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စေကန်းတွေပါလေတွာတာတို့နော်နောက်တစ်ခုကမျက်မှန်တွေပါလေလှုပ်ရတာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်ပြင်နာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊သင်္နှန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကကြတော့ဒုံချောင်း၅ချောင်းဒုံ၅ချောင်းနိမိတ်ကကြတော့ကောင်းတယ်။အဲ့တော့ပေါင်းစည်းပြီးတော့အောင်မြင်တာပေါ့။ပြင်နာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာသူတစ်ပါးတို့ဤနော်ဝိုင်းဝန်းမိသားစုတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးပေးမှုကြောင့်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။သင်္နှန်းတက်ဖို့စာမေးဝဲဖြေဖို့ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ကိစ္စတွေဧကံမုတ်ချာအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်ခြေရင်တော်ရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နိမိတ်မှာကြတော့ Queen ကဘယင်မနိမိတ်ပေါ့နော်ဘယင်မနိမိတ်ဆိုတော့အင်မတန်ကောင်းမှအခြေရွဲကန္တရာကောင်းတယ်အိမ်တော်ရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန္တရာကောင်းတယ်ကိုယ်တဲ့နိုင်ပါတဲ့လူနဲ့အခြေရေးကိစ္စကြုံရတတ်ပါတယ်နော်ကိုမကိုကစိုင်းပိုင်ရှင်ကိုဆိုင်ကကောင်းလေးကိုဆိုင်ကကောင်းပါလေးနဲ့ကိုနဲ့ပြန်ပြီးတော့ချစ်သူရည်သားဖြစ်တာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်သမားနဲ့ကိုယ်နဲ့အိမ်ဆောင်ကြတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒါအခြေအိမ်ဆောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာနိမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့စနေသားသမီးတွေကဒီတင်းနေရောင်ရဲမှုမရှိဘူးတဲ့။လက်ရှိအလုပ်ကနေပြောဒီတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်ကံတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတတ်တဲ့အခြေအနေတော့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြမ္မာရင်းနဲ့ပတ်သက်မျက်စိလေးတွေမျက်မှန်လေးတွေဂရုစိုက်ပါ။တခြားစီးပွားရေးအလုပ်ကံအကြံသီးလေးတွေကတော့အင်မတန်မှကောင်းနိုင်တဲ့ကံတရာမျိုးရှိပါတယ်။ဒါစနေသားသမီးတွေအတွက်တဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာကတော့အစင်းရောင်နဲ့အဝါရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်။ထီတို့တာတွေ၊ကံတမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်၄၅ဆုံး၅ဆ၄ဆုံးစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ၄၅၅၄စနေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာ၄၅၅၄အမြတ်တော်ဗျာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုဗုဒ္ဓဟူးနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းပေါ့ဗုဒ္ဓဟူးနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာအသောက်ပေါ့ပန်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လင်းဟိုရွက်လာပန်းတွေပါလေလှူပြီးတော့ဆူတောင်းမှာနော်ရွက်လာပန်းတွေပါလေလှူပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအစာအသောက်တွေဆိုရင်လက်ဖက်ရည်တို့လက်ဖက်တုပ်တို့လက်ဖက်ရည်ရတယ်လက်ဖက်တုပ်ရတယ်ဗုဒ္ဓဟူးနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာအသောက်တွေအသီးအနှံတွေကပ်လို့ပူဆော်ပြီးတော့ဆူတောင်းနေရခြင်းနောက်ကိုယ်ရဲ့မကောင်းတဲ့ကံတရာအញ្ញံခိုက်တွေပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘရောလုံးနေတဲ့ဂျာတာပရိသသမီးတွေရဲ့အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့တဆေတဲ့တဆေဆိုတော့တန်လိုင်းဖြစ်တာပေါ့နော်။တဆေကတ်ကြတာပေါ့နော်။တဆေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြတော့တို့လို့တွဲလောင်းဖြစ်တဲ့တဆေ6တကဲတို့
Hello ma, bây giờ na, bỏ ra đây. Thế thì à, mì đâu có cái nào đấy nó mới bao nó, mì đâu có cái nào đấy nó mới bao. Rồi, bây giờ nào đi, cái là mát rồi. Chả sao đấy, đào mì đấy, hello cái này bắt đấy. Tớ đòi đi, đi ra đây này, xem cái là bắp bò đấy. Ở đây lưu gì này, xe áo mà này, xe mà bây giờ chưa đấy. Ở đây lưu gì cho, xe áo mà cho. Hello ma, bây giờ na, đây đây đây. Cô thấy lưu gì à, cô mê nè. Cô thấy lưu gì cho, cô mà, bây giờ na, chung đấy đấy. Thầy lưu gì? Mà con nằm dù đi, sông hoa đẹp đấy. Mà con này thầy lưu gì nè, sông hoa đẹp đó. Hello, bảo mẹ, bảo mẹ, bảo mẹ nè. Bảo nhà gì lại mẹ mẹ bảo này bó. Nào mà, bảo nhà đi thạc đẹp đó, bảo lưu lại mẹ, xuyên lưu lại mẹ. Hello, bảo lưu lại đi, chông hoa đẹp bà. Hello, này bà đẹp đó, bảo tên là chị đấy. Hello, đuổi, xây nhẹ đẹp đấy. Bảo mẹ nè, mà bảo mẹ chết đẹp đấy. Yêu đi em mày 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 đó là lưu mưu ye này bắt đầu là về, em nói mà nằm bị cám mà, lưu mưu ye đại cái điểm mà siêu lo biểu mà biết đấy, vậy này nào giờ điểm siêu vào, bằng thế mấy thứ bằng thế thằng cái gì này cám mưu cho, ôi này thằng cái này bắt đầu cái gì ra đấy, xin chỉ đoán chấp bả đấy, mưu cái này bắt đầu là nằm bị cái gì đó, chế quên nằm bị đi, em nói mà cám này, rồi đi cái đó mà siêu vào cái nào đó cám mà cám thì cám này, mưu cái này bắt đầu bị cho cái nào đó cám mà cám thì cám này. Bất cứ cái này bắt đầu video, cái cái chương này là từ đây à, thế gì này bắt đầu video, xem nào video, à quên gì rồi, sao quên thế mà đấy, chém mày rồi, thì cái là mà chúng ta rồi, anh em nghe nhau này, thì cái là khao bài của nó, khao bài, chém mày, nên là nghe được rồi. À bây giờ này bắt đầu cái đó, thì nên cái đó thì sao mà chỉ được cái bắt đầu cái đó mà, rồi nó. Vì vậy đó là đặc khu bỏ nó, đặc kết là cái lâu chết đó đặc khu, ở lâu chết đó bỏ này. Qua đêm mà tên năng đặc khu, đặc kết là cái đẹp chết đó tên năng đặc khu. Qua lâu mà lâu xây cụ ra, xa mưu vật đặc khu, đặc kết là cái phía xuống chết đó gà, xa mưu vật đặc khu, ở lâu mưu chống hoa đặc bỏ này. Thế là qua chế nói này bắt đầu nằm mấy cái đó, xuyên cơ là cụ, cho nên lấy thầm mà cái nào đấy, lấy thầm mà ngáo cái này là nằm mấy bỏ nó, thì mấy cái đó, em đang gạo nào bỏ. Đấy bây giờ lưu trên này, em chẳng có lạp chết đấy. Sáng ngày lúc ấy, xem bây giờ xây dựng video, ông nhân muốn giải đáp để chỉnh cái lạp chụp vào đấy. Rồi chế nói này bắt đầu video, cái nào đó, công đoạn này mới chấp vào đấy. Rồi thứ hai bắt đầu đi thao vào, ở đó rồi chúng ta lâu này bắt đầu video, bây giờ nó bỏ ra đấy. Lâu mà chế xem thì bây giờ nó bỏ ra đấy. Lâu mà theo lưu gì xem mà thì cho, phụ bên ở đó đấy, xây nhà ở đó đấy, trồng cây ở đó vào đấy. Rồi chào lâu đấy, làm gì để được, chỗ bây giờ cái ngon gì để làm đó, anh đi làm này. Nào lúc đó anh xây nhà này chú bị vào đấy, thì đôi là đi gần đây mấy đôi là đi qua đó vào đấy, mấy đôi đấy tiền sa lê sông lê sa tiền sông sa đấy, năm bảy điều sáu bây giờ thua vào, nhà đó bây giờ xin cô làm nhà điều ông nhon đồ, ông gì đồ, ông đi đây con anh xây đồ, ông nó khảo xây đồ, cái lúc bây giờ sụt đau mà con này gần đây là nhân cái điều gì vào bây giờ, con điều đồ nhà xây nó, nhà xí toa gì mà phải vào đấy. Cái anh ở làm việc nhà sắc còn nhiều cô la, nãy đâu nó xem này cái này, nãy giờ đâu nhiều cô la, nãy đâu nó xem này thì, thế bây giờ các làm ăn đuổi cho mày, cái nhà mà số gạo nhà đuổi, để rồi cái con này sẽ chả vào đi. Cái nhà mà gạo mà gạo, nãy bây giờ lâu cái này bây giờ nó xem nhà tham nhà, xem nhà tham nhà nó mới có, để anh ấy bán xem nó mới chả vào, để anh ấy bán xem này. Mà gạo này anh ấy bán gạo nào vậy? Nó mà con này anh ấy còn bán con nào đó lúc nào lúc này quay ông này bán bò ra đó bộ nó có lúc cái này lúc này ha lúc ha này ha này anh ấy video cô bán video quay cái này bán bò ra để chỉnh cái lắp chụp vào này nào anh ấy giờ cái đó đi nó mấy cái chúng nó bảo nhóm ra là được rồi lúc này bắt đầu video bảo về cái này chụp như thế nào xong thì nào xong mình này nào xong sáng ngày đi nhiều lần chết thao á. Thì đó là xin biết đã để chỉnh cái lắp chụp vào đấy.
thế thì cô lúc này sinh hoạt luôn anh em mà có nhà con này bị đó giờ đi ở nhà này bị đó con muốn là đi tour đi là đi cho mà đẹp bạn nào suy nghĩ ra cho nên bắt đầu mình mà nhiều gì đó giàu đôi chuyện nào đó giàu đôi em có không bỏ suy nghĩ ra cho nên giàu bị đó xây nhà mày suy nghĩ ra cho nên bắt đầu bị đó bù bán đã đi tao gà đi vào đi nhà đã đi nào suy nghĩ ra cho nên bù đôi bóng ra bị lâu quá mày lâu đi rồi sao mà sao lúc mới lên nhà mà làm có mà lúc mới lên tụi nhau kia thì chẳng qua đâu có đâu đã đi tụi nó nói cái gì ở ngoài bị đó quên đi bán bộ phía xin bên này cô vợ yêu bị đó đâu có đâu đã đi thành cái lập chế bá này mới chỉ này bắt đầu đấy sáu năm nhà mày mới chỉ vừa chọn bị đó sáu năm nhà đất anh em cùng chế đất đấy anh em đi ra cả anh má chế đất đấy giá giá gì đấy bớt xem mấy giá rồi chế đất bá rồi mồ lô lai bên này mới chỉ vừa chọn bị đó xây nhà trên này bù bàn nhà trên này chuẩn bị nhà đất bá đấy nào chém mày giờ là cái ba lô này mày có nó cái ba lô này mày cả rồi cái nào là cao này chém mày số tôi là anh em cái đấy chị mà mắm xí vào bị bà nên cái nhà đang bị điều to bị đó xây ông xây cái xây hoa cụ đại trên này bắt đầu bị đó ông nhà mu nhà đất đấy trên cái lạp xếp bá đấy học trên này này bắt đầu cái giá tiền này cái giá thì má mua chiếc cái giá cái cái gì chuẩn bị nhà đất bá đấy mua chiếc cái giá bất thành cái giá khe khe chồng mà nó bất thành cái giá khe khe chồng sao mới qua cái giá đấy tiền này cái giá thì má thêm vào trên giá trên này chuẩn bị nhà đất bá chế nào bên này bắt đầu là mấy mà giờ đó mấy mà nào sẽ chuẩn đáp bá đấy rồi em nhớ ta đấy rồi em mấy mà nào sẽ chuẩn đáp đấy anh ấy nói đấy xem bây giờ chuẩn đấy anh ấy chồng phụ bên nhà đất đấy xây nhà đất đấy nói qua theo nó đấy anh ấy như thế này xây gì chồng nó đưa ngã anh ấy như thế này ngã đưa anh ấy như thế này anh ấy như thế này xây gì nhà luôn này đối chồng chế nào bên này bắt đầu video lồng xoay là bao nó lồng xoay là cái giờ đó xem bây giờ mua đi đấy chuẩn bị đáp bá và chế độ này của nó lồng xoay này xem bây giờ chuẩn đấy coi nào bên này của nó lồng xoay là bao lồng xoay này xem bây giờ chuẩn đáp bá này rồi đi gặp cho nên là rồi lâu cái này coi gì đấy coi này thì rồi nhà xóa giờ lấy video không muốn là bộ xí bá này ta chỉ nói anh ở đó mới để bây giờ cái làm mà đuổi cho mẹ cái nhà mà số công nhà đuổi tu khai chế bên thì rồi nó mới phát ra bây giờ chuẩn bá này đi gặp cái ngon thì để nhà mà rồi ấp chú nhà này ấp nhà này không mà đấy nào thi đua là cái này mà đua là hoàn thành bài đấy cho nên mấy người á nên sa chào sống chào già nên sống sa đến năm bảy điều sáu bây giờ thua ba nhà tao bây giờ những người nhà diu cán gò bèn cán gò nhau cán nam bèn coi gì khảo suy cây mộc đặc khu mộc đặc khu cán lục bút bây giờ sụt đam á mà con này cái người ta anh em cái đi bây giờ bây giờ con diu lùi sang á alo mình là ba đấy cái nó tên anh là gì sao này xong con nhà ta thì mi alo đấy tu khai chế quen terror này mi phải cho biết cái làm sao phải nó cái nói tiếng xe mu ha mấy xe nhà đấy chú tự dùng đi à xí mấy số yên like ôm mai nhà quen yên này cái lô thật sự khai số đấy anh yêu xa đang ngủ mà nay giờ thì yên này nay về thà hồ đau số đẹp bà đấy mấy xe nhà đấy 高中票 in set 给你玩的，记住点嘛的面。